chuyện gì thế? Có kẻ thù. Chú ý nhé mọi người. Nhìn tôi ghê thế anh bạn. Bật đèn lên. Được rồi đấy. Thứ gì đây? Thì ra là anh bạn. Cẩn thận. Bảo vệ nó. Bắn nó đi. Đừng làm vậy. Chúng ta đã hy sinh quá nhiều. Đừng lãng phí thời gian nữa. Tôi sẽ trả thù cho cậu. Để tôi đưa cậu lên. Lên thôi. Chả cần nó giúp. Xấu quá. Để tôi giúp. Không cần. Mình tao tự lên được. Bên kia. Cẩn thận đấy mọi người. Có tuần tra đấy. Nhẹ nhàng thôi. Nó kìa. Cẩn thận nhé. Thôi xong. Thì ra lũ bay ở đây. Chạy là thượng sách. Má ơi. Mở nó ra. Bí mật sắp được khám phá. An toàn rồi đấy. Cái gì đây? Thì ra là đó. Thêm một cái nữa. Cái này. Không thể tin được. Sao mày dám? Cẩn thận cái đèn. Hồi không. Đừng nhìn. May mà cậu đã cho tôi. Hồi không. Thả cậu ấy ra. Đồ ghê tởm. Ngủm đi. Đây là cái giá phải trả. Làm tốt lắm. Yên nghỉ nhé người anh em. Tôi sẽ lo phần còn lại. Lấy nó. Ra khỏi đây thôi. Một cái nữa. Cảm ơn thiết bị của cậu. Đã đến lúc ra khỏi đây. Chúng ta nên đoàn kết hơn. Đón chờ tập sau.